Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa có cảnh báo khách hàng trước những cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực và yêu cầu khách hàng thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của các đối tượng này. Khi khách hàng từ chối, những đối tượng này ngay lập tức có thái độ khiếm nhã, sử dụng lời nói bất lịch sự với khách hàng, đe dọa cắt điện của khách hàng. Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định ngành điện tuyệt đối không sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền điện, nhằm ngăn ngừa hiện tượng mạo danh, thực hiện hành vi lừa đảo, xúc phạm khách hàng, gây ảnh hưởng đến uy tín ngành điện. Đơn vị này đề nghị khách hàng sử dụng điện nêu cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không thanh toán tiền điện vào tài khoản ngân hàng khi chưa được xác minh.